Tập 30. Vì các người đều là người Trung Quốc, nói chuyện sẽ thuận tiện hơn. Cậu cũng biết, không lâu trước đó, chúng tôi và bộ đặc công rất căng thẳng với nhau. Đó là sự thật. Mượn dịp này làm dịu mối quan hệ sẽ tốt cho cả hai bên. Anh đang muốn liên thủ với Vĩnh Hưng Long? Cũng không phải. Tôi chỉ tiên lễ hậu binh thôi. Tối nay tôi đã hẹn tên Phương Khôn đó dùng bữa rồi. Cậu hãy thay tôi đi gặp hắn. Tôi không đi có được không? Hàng Sơn, cậu mới đi Tô Bắc một chuyến mà đã vui tính hơn hẳn rồi. Đề nghị cậu nói với tôi lần trước, tôi thấy có thể thực thi. Hai chúng ta, một người nắm giữ tính mạng của đối phương, một người khống chế tiền bạc của đối phương. Mặc dù không cùng chung số mệnh, nhưng chí ít cũng cùng chung lợi ích. Cảm cậu đấy. Tôi thích cái này. Mắt nhìn độc đáo nhỉ. Để lần sau. Chủ nhiệm, chú định đi đâu vậy? Phó lãnh sự của Nhật Shirakawa mời tôi tới dùng bữa. Shirakawa? Shirakawa không phải chỗ dựa của Hàng Sơn sao? Đúng, tôi muốn nghe thử xem hắn nói gì, xem có liên quan gì tới Hàng Sơn không. Nhưng mà lãnh sự quán trước nay bất hòa với bộ đặc công, có cần đem về người đi cùng không? Hắn nói là buổi họp mặt cá nhân, tôi đem theo người chẳng phải phá vỡ quy tắc sao? Sao lại là cậu vậy? Có phải anh nghĩ tôi đã chết ở tỉnh Hoài Hải rồi không? Cậu là con chim bất tử. Giờ thẳng vấn đề đi. Hôm nay tôi đại diện cho phó lãnh sự quán Shirakawa của lãnh sự quán tới gặp anh. Lãnh sự quán và bộ đặc công có hiềm khích, đó chẳng phải là chuyện gì mới mẻ. Ý của Shirakawa là hy vọng chủ nhiệm Phương có thể bỏ qua hiềm khích cũ, chúng ta chiếm lĩnh thị trường bến Thượng Hải. Hoa khí sinh tài. Bỏ qua hiềm khích, hòa khí sinh tài. Mười ba năm trước, người bắn phát đạn đó vào cậu chính là tôi. Tại sao? Nhiệm vụ, đối tượng anh ám sát là giáo sư Trâu. Tại sao lại giết tôi? Qua Úc Đạt, chắc cậu vẫn còn nhớ. Giáo sư Trâu trước lúc chết từng nói với cậu, vì mục đích thực sự ông ấy đến Đông Bắc gặp Trương Học Lương. Chẳng phải cậu cũng chuẩn bị thay ông ta trở về Liên Xô sao?
cậu phải thay tôi hoàn thành sứ mệnh. Thật không hổ là một đặc vụ xuất sắc. Cậu quá khen rồi. Cậu giả làm Hàn Sơn suốt từng ấy năm, chẳng phải cũng là một đặc vụ xuất sắc sao? Nakamura, Nikola, Honcho, Masaru, Lý Liên Sinh, phàm là những ai biết rõ lai lịch của cậu, cậu đều dồn họ hết vào đường cùng. Chỉ là cậu nham hiểm hơn tôi thôi. Kẻ địch của tôi có thể tận tay giết chết hắn. Cậu đến cả dũng khí để giết người cũng không có. Nổ súng bắn chết tôi. Bắn chết tôi xong, xem sẽ có hậu quả thế nào. Xem thử Shirakawa có thưởng gì cho cậu không. Giết chết chủ nhiệm của bộ đặc công. Xem tôi chết xong, liệu chủ nhiệm mới có để cậu sống thêm vài ngày nữa không. Cậu nghĩ cậu là ai? Đối với đảng Cộng sản, cậu chỉ là một công cụ. Đối với người Nhật, cậu chỉ là một cỗ máy kiếm tiền. Đối với Đàm Tử Quân, cậu là nỗi đau lớn nhất của cô ấy những năm qua. Nếu như không có tôi, thì cả nhà cậu và Đàm Tử Quân đã chết trong tay bọn Nhật lâu rồi. 13 năm đó. Ngoài làm cô ấy tổn thương ra, cậu còn làm được gì? Lúc cậu chết không thấy xác, khiến cô ấy thương tâm tột độ. Lúc cậu sống sót trở về, khiến cô ấy thất vọng vô cùng. Suốt bao năm qua, bên cạnh cô ấy chỉ có tôi. Là tôi động viên cô ấy. Bây giờ cô ấy là vợ của tôi. Cậu giết tôi. Đàm Tử Quân sẽ hận cậu cả đời. Thực sự sẽ hận cậu cả đời. Có lẽ cậu cũng đã nghe nói Yamamoto Isoruku đã tử trận. Cuộc chiến của Nhật ở Thái Bình Dương chẳng kéo dài được bao lâu. Kháng chiến trên toàn diện có thể sẽ không cần quá lâu. Giai đoạn này là thời điểm nhạy cảm nhất của cuộc hợp tác quốc cộng. Đặc công Trung Cộng bắn chết đặc công quân thống. Đây là một bản tin hệ trọng. Bây giờ Shirakawa đang chờ tin vui từ cuộc đàm phán của chúng ta, chứ không phải là tin tôi đã chết. Nếu cậu thực sự quyết định giết tôi, liệu còn giết được tôi không? Nổ súng đi. Về rồi à? Vẫn chưa ăn gì phải không? Em đi hâm nóng cơm cho anh nhé.
Anh đã gặp Phương Khôn rồi. Sao hai người lại gặp nhau vậy? Chuyện làm ăn thôi. Chúng ta nói về hắn nhé. Hai người chung sống với nhau bao nhiêu năm trời, thiết nghĩ em đã rất hiểu về hắn rồi. Cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng em dám khẳng định anh ấy là người tốt. Tính ra cũng đã 13 năm rồi. Anh ấy đã làm rất nhiều chuyện cho gia đình mình. Nếu như không có anh ấy giúp thì em nghĩ em cũng không vượt qua nổi. Cái lần ở núi Bách Giá, cuối cùng là anh ấy cứu em. Sau đó anh ấy cùng em đi gặp cha anh. Tối hôm cha anh bị trúng bom, cũng là anh ấy dẫn theo mọi người cùng bỏ trốn. Suốt bao năm qua, anh ấy luôn hết mực thương yêu Hưng Quốc. Anh không biết đâu, có những khi Hưng Quốc còn thực sự coi anh ấy là cha. Cả Tiểu Toàn nữa. Thằng bé Tiểu Toàn này bướng bỉnh lắm, suốt ngày kiếm chuyện gây rắc rối. Mà kể cũng lạ, lời em nói thì nó không bao giờ nghe. Nó chỉ nghe lời mỗi Phương Khôn. Chính Phương Khôn đã khiến nó dần dần hiểu chuyện. Thật đấy, em nghĩ nếu như không có Phương Khôn thì cái nhà này đã tan tác từ lâu rồi. Mấy hôm trước em còn nghĩ cả nhà ba chúng ta nên tìm một dịp đi cảm ơn anh ấy. Chủ nhiệm, anh tìm tôi à? Chủ nhiệm, điều động mọi mối quan hệ khiến Hàn Sơn trở thành hán giang lớn nhất bến Thượng Hải này. Việc này giao cho anh giải quyết.
Anh Viên, anh cứ lấy xe của cậu Hàng về. Cậu Hàng ngồi xe của tôi, tôi có chuyện cần nói với cậu ấy. Anh Viên có vẻ không vui lắm nhỉ? Cứ kệ ông ta đi. Vĩnh Hưng Long đợt này làm những gì vậy? Theo lời Phương Khôn nói, Vĩnh Hưng Long tổn thương nguyên khí. Lý Liên Sinh đang dùng quyền lực của Sở Vấn Kiểm để bóp cổ thương nhân dầu trẩu và sợi bông. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Chúng ta không cần nôn nóng, đợi hắn bóp chặt một chút. Đến lúc đó, một công văn của Bộ Ngoại giao đã có thể giúp chúng ta thu hết những thứ đó về Dạng Long với cái giá thấp nhất. Tôi nghe nói cậu định bán thuốc Đông Quan cho Tư lệnh An ninh Hoài Hải Lý Hải à? Đúng. Đó là cách duy nhất để nửa cuối năm sau thực hiện được mục tiêu của anh. Cậu có mong Nhật Bản bại trận không? Anh từng nói anh không phải quân nhân, anh là chính sách. Còn tôi là một thương nhân, là lịch sử trao chúng ta cơ hội vào ngang một nước. Tôi mong anh hãy kiên định. Cậu định làm thế nào? Thịnh thế thì đồ cổ, loạn thế thì dùng vàng. Không sai. Vậy cậu định chừng nào thì bắt tay vào làm? Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Đợi thời cơ chín mùi rồi tôi sẽ nói với anh. Hàng Sơn, nếu cậu mà rảnh thì xin ghé nhà tôi chơi. Tôi rất muốn uống vài ly với cậu. Tôi có mời một đầu bếp từ Kansai tới, có thể làm cho cậu vài món ăn Nhật chính tông. Cung kính không bằng tuân mệnh. Cảm ơn ý tốt của anh. Được thôi. Shirakawa đang lấy lòng cậu thôi. Hắn không phải là một kẻ ngốc. Tôi là hòn đá lót chân để hắn vào được nội các. Hắn đang lấy lòng tôi thôi. Hàng Sơn à, lương thực của chúng ta đã giúp giải phóng khu giải quyết được vấn đề lớn đấy. Lần này cậu lập công to rồi. Lý Hải cũng nhiệt tình tới lạ, gửi tận 4 bức điện tín, nóng lòng gửi tiền đặt cọc của thuốc Đông Quan cho chúng ta. Xem ra hắn rất muốn hợp tác với cậu. Hắn có tật giật mình thôi. Lão Viên, ông biết không, tôi mà đi muộn 3 tiếng là tôi đã trở thành vong hồn dưới kiếm của Hòa Bình Kiến Quốc Quân rồi. Lão Viên, ông đưa chìa khóa cho tôi. Vậy ông về bằng cách nào? Cậu cứ mặc kệ tôi, mau đi đi. Tôi bảo này, người này tên là Hàng Sơn. Chính hắn lũng đoạn lương thực và muối của chúng ta. Mọi người biết không, hại chúng ta không có cơm ăn, lừa hết sạch tiền của chúng ta. Nếu hôm nay mọi người nghèo rớt mồng tơi, không có cơm ăn, điều tại kẻ này hại đấy. Lát nữa hắn ra một cái, tôi hô lên thì xong ra đánh, mọi người rõ chưa? Chính là hắn. Mau, đánh. Đánh chết Hàng Sơn, đánh chết Hàng Sơn. Dừng lại, dừng lại. Lý Liên Sinh rêu rao trên báo, nói Hàng Sơn lũng đoạn vật tư, tăng giá vật tư. Tôi nghe nói xe của Hàng Sơn bị bao vây ở gần lãnh vực khu. Chủ nhiệm, sao tôi cảm giác chú trở nên hơi thất thường vậy? Có phải chú và Hàng Sơn? Cô đừng hỏi gì hết, ra ngoài. Được.
Anh Hàn. Tin này có phải thật không? Báo chí đều là cổ máy tuyên truyền. Kẻ thao túng phía sau bảo họ giết thế nào thì họ giết như vậy. Em không cần để ý đâu. Nhưng người dân Thượng Hải quả thực không có lương thực mà ăn. Họ phải nhịn đói, đó là sự thật. Hôm nay Hưng Quốc đến trường, lúc về nó nói với em, có người nói cha nó là Hán Giang. Các bạn học đều cười vào mặt nó. Bảo Hưng Quốc mấy ngày này đừng tới trường nữa. Phải rồi, em xem cái này đi, cái này là thật đấy. Tướng quân Yamamoto tử trận. Hưng Quốc, con đang làm gì thế? Tại sao lại làm vậy? Bố không thấy người Nhật đáng giết sao? Không phải người Nhật nào cũng là người xấu. Bố là Hán Giang thật sao? Các bạn nói bố là Hán Giang, con còn không tin. Chuyện của người lớn con không hiểu đâu. Tóm lại con biết, làm việc cho người Nhật thì là Hán Giang. Không đúng sao? Bố mà không phải Hán Giang thì sao không cho con giết bọn Nhật? Đợi chừng nào con đánh thắng được bố, hẳn đi làm việc mà bản thân mình muốn. Đánh luôn sao? Nếu bố vẫn chưa sẵn sàng thì để mai đánh. Bây giờ con phải đi ngủ rồi. Hưng Quốc, sao con có thể nói năng với bố con như vậy? Con không muốn ở lại đây nữa, con muốn về. Mẹ biết. Xem ra tôi lại phải làm Hán Giang lần nữa rồi. Không sai, còn phải làm một tên Hán Giang khét tiếng. Bố biết mẹ con nguy hiểm mà không đi bảo vệ mẹ. Còn cho bố biết, chú Phương Khôn tốt hơn bố nhiều. Chú ấy mới giống bố con. Đối với đảng Cộng sản,
cậu chỉ là một công cụ. Đối với người Nhật, cậu chỉ là một cỗ máy kiếm tiền. Đối với Đàm Tử Quân, cậu là nỗi đau lớn nhất của cô ấy những năm qua. Bố là Hán Giang thật ạ? Làm việc cho người Nhật thì là Hán Giang. Hàng Sơn lâm vào hoàn cảnh vô cùng đau đớn. Đàm Tử Quân và Hưng Quốc đang ở ngay bên cạnh mình, mà anh không thể tận hưởng niềm vui sum vầy. Có lẽ Đàm Tử Quân nói đúng. Xét về khía cạnh nhất định, Phương Khôn là người tốt. Có lẽ anh không xứng có một gia đình. Hàng Sơn không giải thích được, cũng không thể giải thích. Anh chỉ có thể ngậm nước mắt đi xuyên giữa màn đêm. Alo, tôi đây. Cậu đang ở đâu vậy? Sao cậu lại chạy đến đây? Ở đây yên ắng. Ở đây sẽ không ai nhận ra tôi là đại hán giang của bến Thượng Hải. Tôi hiểu nỗi đau của cậu. Hoàn cảnh của chúng ta đều như nhau. Không như nhau đâu. Con trai ông đã nói ông là Hán Giang bao giờ chưa? Bên cạnh vợ ông đã từng có người đàn ông khác chung sống chưa? Ông đã từng phải nhìn họ kết hôn chưa? Con trai ông có từng nói hắn tốt hơn ông, giống một người cha hơn ông không? Mà gã đàn ông đó là chính là tên sát thủ Lam Y Xã nã súng vào tôi ở núi Bách Giá năm xưa. Bây giờ là chủ nhiệm của bộ đặc công Thượng Hải. Phương Khôn, mười mấy năm trước, Tử Quân tưởng làm hắn cứu cô ấy, còn kết hôn cùng hắn. Tôi biết. Bây giờ có muốn khuyên cậu, có nói gì cũng thừa thãi. Còn nhớ lúc ở Tân Kinh, tôi từng xem một bộ phim tài liệu kể về một đồng nghiệp người Ba Lan đi thi hành án. Mà người bị thi hành án lại đều là người nhà của anh ta, và đồng nghiệp đã bị bại lộ. Khi đó cha mẹ, vợ con và đồng nghiệp của anh ta đều bị trùm đầu. Bọn họ không biết mình sắp phải chết ngay trước mặt người thân. Lúc hành hình, một khẩu súng bỗng dưng kẹt đạn. Con của anh ta không hề trúng đạn, nhưng lại bị đẩy chung xuống hố chôn cất. Tấm thân mong manh của đứa bé không chịu nổi bùn đất và đá ùn ùn trút xuống, chẳng mấy chốc đã bất động. Do lúc đội viên hành hình chuẩn bị rời đi, đột nhiên một bàn tay nhỏ bé thò từ lòng đất lên, hướng lên bầu trời co giật, như đang từ biệt chính cha của mình. Giờ đúng lúc đó, một con chó săn của Nazi bất chợt nhào tới, cắn đứt bàn tay nhỏ bé kia, nuốt vào trong bụng.
người đồng nghiệp Ba Lan đó không thể bình tĩnh được nữa, đã phun ra một ngụm máu tươi, ngã gục xuống đất rồi qua đời. Đã từng ấy năm trôi qua, mà bàn tay nhỏ đó vẫn cứ ám ảnh trước mắt tôi. Này, một tháng trước tôi lập bia mộ cho hai cụ nhà. Lúc sinh thời đã không thể báo hiếu cho họ, bây giờ chỉ cần có thời gian là tôi sẽ đến đây với bọn họ. Tôi nghĩ chắc hẳn họ vô cùng nhớ tôi. Kỳ Kỳ, hai hôm nay em thấy thế nào rồi? Chị dâu, mấy ngày nay em cứ toàn mơ thấy nó. Nó cứ đứng sau em, khóc lóc hỏi em: mẹ ơi, mẹ ơi, tại sao mẹ lại giết con? Kỳ Kỳ, bây giờ em nên nghỉ ngơi cho khỏe, điều dưỡng lại sức khỏe, em hiểu không? Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, được không? Bác sĩ bảo em là Nó đã mọc tóc rồi, là một bé gái. Chị dâu, chị nói xem, đó có phải là sự trừng phạt ông trời dành cho em không? Kỳ Kỳ, ngoài này lạnh, chúng ta vào nhà rồi nói được không? Nào, em khoác vào. Hàn Sơn nói Tiểu Toàn vẫn đang ở Thượng Hải, cậu ấy đang làm việc ở bến đò. Hay là bảo cậu ấy đến đây với em nhé. Không cần đâu, em không muốn để nó thấy bộ dạng của em bây giờ. Kỳ Kỳ, em đừng nghĩ như vậy. Chúng ta là người nhà. Chị dâu, bây giờ ngoài chị ra, em không muốn gặp ai hết. Trên báo toàn là bài đăng về em, Tiểu Toàn thế nào cũng thấy. Không biết chừng nó còn đang hận em. Không đâu,
Chị tin là tiểu đoàn sẽ không như vậy đâu. Đừng nghĩ nhiều nữa, được không? Shirakawa rất hài lòng về tình hình kinh doanh hiện tại của Vạn Long. Tôi chỉ hơi lo là dầu trổ vận chuyển từ khu vực chiếm đóng phía Tây Nam sẽ rơi vào tay quân Nhật với số lượng lớn. Shirakawa đã quyết định bán số dầu trổ này cho người Mỹ rồi. Cái gì? Vì cái giá họ trả cao hơn người Nhật. Tên Shirakawa này cũng to gan thật đấy. Bây giờ trong mắt Shirakawa chỉ có tiền. Nội bộ quân đội Nhật bây giờ chia năm xẻ bảy, lại kìm hãm lẫn nhau, cùng kéo nhau xuống là điều chắc chắn. Shirakawa hiểu rõ điều này, cũng như năm xưa Ung Tinh Vệ đầu quân cho Nhật vậy. Gần đây nghe nói sức khỏe của chủ tịch Ung không được tốt. Nếu như ông ta mà lìa đời thật, thì chính phủ Nam Kinh chỉ dựa vào Chu Phật Hải, Trần Công Bát sẽ không cầm cự được đâu. Dưới áp lực của Tưởng Giới Thạch và sự lên án của các giới trong nước, bọn họ sẽ sụp đổ sớm thôi. Chỉ sợ Ung Tinh Vệ mang một viên đạn trong người mà còn sống dài hơn tất cả chúng ta. Bây giờ tôi là tên Hán Giang tiếng xấu đồn xa, từ Thượng Hải cho tới cả nước, kẻ chửi mắng tôi thậm tệ nhất chính là Trương Thiệu Nghị. Đó đều là thủ đoạn của Lý Liên Sinh. Anh Trương và các nhà tư tưởng tiến bộ đều bị che mắt cả rồi. Cậu xem, xét từ khía cạnh nhất định thì đây cũng là chuyện tốt. Lý Liên Sinh làm ầm lên như vậy sẽ chỉ khiến Shirakawa tin tưởng cậu hơn. Tôi sẽ cố tìm một cơ hội trước kỳ nghỉ hè, đưa Hưng Quốc tới Nam Kinh chữa bệnh. Đến lúc đó, tôi sẽ bảo các đồng chí của chúng ta ở Chiết Giang đón mẹ con họ đi. Liệu có làm được không? Tôi sẽ cố gắng làm được. Nếu được như vậy thì quá tốt rồi. Vậy đến lúc đó, tôi sẽ trở thành một tên Hán Giang, không có mối lo về sao. Lão Viên, đẹp trai đấy chứ. Này, nhìn xem. Cái thằng này. Chủ nhiệm, anh tìm tôi. Sắc mặt tươi tỉnh đấy. Thuốc dùng thế nào rồi? Tốt lắm. Tôi còn tự đi mua thêm rất nhiều hộp. Vụ của Hàng Sơn, cậu làm khá tốt, thuộc hạ không dám nhận công. Đều nhờ công ty Vĩnh Hưng Long mới đăng ký. Công ty Vĩnh Hưng Long đúng là một thực thể hùng mạnh. Tình báo, vật tư, truyền thông, vũ khí, ôm hết về mình. Báo cáo chủ nhiệm. Khống chế dư luận chính là kiểm soát kinh tế. Kiểm soát kinh tế đồng nghĩa là kiểm soát chính trị. Đó đều là kiến thức tôi học được từ Đảng Cộng sản năm xưa. Từng vào trường của Đảng Cộng sản, từng làm việc ở quân thống, còn từng giữ chức vụ của chính phủ Ôn Ngụy nhiều năm. Bất kể ai giành thiên hạ, cậu cũng có đường sống. Bây giờ được chủ nhiệm đây tin tưởng, Lý Liên Sinh tôi cũng vào khí tiết đấy chứ. Nhắc đến Hàng Sơn, thuộc hạ to gan hỏi một câu. Chẳng phải anh từng nói không làm khó hắn sao? Đúng. Tôi chỉ muốn trấn áp Vạn Long và Hàng Sơn một chút thôi. Như vậy sẽ tốt cho cả chúng ta và Vĩnh Hưng Long. Chủ nhiệm sáng suốt, thuộc hạ khâm phục. Tranh thủ thời gian làm cho tốt đi. Dùng dư luận bôi nhọ Vạn Long và Hàng Sơn, khiến hắn không có chỗ đứng ở bến Thượng Hải. Dân, nhớ dùng thuốc đấy.
trừng trị giặc bán nước, xử bắn Hàn Sơn, trừng trị giặc bán nước. Mọi người trật tự, mọi người trật tự, nghe thị trường nói đã. Mọi người trật tự, chúng ta đến để gây áp lực cho công ty Vạn Long và chính phủ đặc biệt Thượng Hải. Nên yêu cầu hợp lý của chúng ta, mọi người đừng kích động. Hành động phản đối của chúng ta, một khi chuyển hóa thành sự kiện bạo lực, thì sẽ để người khác có cớ nắm chui, chỉ sẽ gây nhiều tổn thất hơn. Có thể với tình trạng hiện giờ, chúng ta không cải thiện được gì hết. Nhưng mà chúng ta đứng ở đây là đã tỏ rõ thái độ của chúng ta rồi. Thứ chúng ta thiếu không chỉ có lương thực, mà chúng ta đang thiếu một chính phủ dân chủ, tiến bộ, biết nghĩ cho nhân dân. Hay. Anh Hàng có lệnh, đánh bọn chúng. Đánh, đánh. Tại sao đánh người chứ?